Mới đây Nguyễn Lệ Nam, Nam Anh đã tung bộ ảnh bikini đầy nóng bỏng và quyến rũ trước thềm diễn ra Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Có lẽ Nam Anh đã có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến lần này. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 đã chính thức khởi động vòng thi ảnh online. Nam Anh, chị gái song sinh của Nam Em, là một trong những thí sinh đầu tiên được ban tổ chức công bố sẽ tham gia chinh chiến giành ngôi vị cao nhất. Được biết, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em cũng xác nhận sẽ trở lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2021. Người đẹp sinh năm 1996 đến từ Tiền Giang chia sẻ những thành công va vấp rồi đứng dậy mạnh mẽ của em gái Nam Em đã cho cô động lực và quyết tâm đến với cuộc thi này. Nam Anh chia sẻ thêm, ngoài ra tôi đến với cuộc thi với mong muốn góp tiếng nói sức mạnh của một người song tính, có sự nhạy cảm của một người con gái và chút mạnh mẽ của đàn ông trong con người mình. Một đại diện cho thế hệ Gen Y dám nói lên suy nghĩ, thừa nhận cảm xúc con tim mình, đấu tranh cho những điều chân thành dù khó được chấp nhận trong thời gian ngắn. Tôi đến đây để viết tiếp cuộc đời mình bằng những hành trình đầy nhiệt huyết và chinh phục những thử thách lớn lao.